Bê đê, đen. Vừa đen, vừa hiền, dễ thương. Đen quá. Bê đê quá. Giỏi ăn đi. Đẹp sáng. Ngoan hiền, tại vì lúc đó Mỹ vô chứ anh ơi. Hơi đẹp bà. Em à, rất là đẹp. Không tin. Có. Hơi bị nữ tính. Đâu? Không. Không. Đẹp hoài đó. Còn quá bê đê luôn. Đẹp chắc là sinh viên anh bị bê đê rồi. Còn chị Nguyên luôn. Không, nhưng mà xác suất là ít nhất trong mình tim. Từng đây ít. Có à, mình cảm thấy may mắn là anh Ân chưa chữa mình. Nhưng mà mình cảm giác sợ khi mà thấy anh Ân cấu. Có, 2 tiếng trước. Cãi hoài, cãi khắp mọi nơi. Gì? Không, chưa có chửi, nhưng mà có nghe rồi. Đi mình khỏe nha. Anh công việc mới ổn định thành công. Chúc anh thì vẫn đẹp hơn. Chúc lấy kiếm được nhiều tiền. Chúc mừng năm mới. Chúc anh ăn thành công, kiếm được nhiều tiền. Có cái gì ưu đãi của Samsung thì cho tụi em ký. Chúc má bớt đen. Khi qua công ty mới làm nhiều tiền, kêu con cháu và bệnh bớt luôn cũng được. Chúc mấy anh kiếm được nhiều tiền để nuôi mấy đứa. À, em chúc anh Ân thành công trong công việc mới, vị trí mới và sẽ có những đồng nghiệp mới dễ thương cho tụi em. Làm việc thành công, lương càng ngày càng tăng, công việc thì vui vẻ. Phim buồn chán với em. Nhớ ủng hộ em, muốn trái của em. Rồi.